Hello mọi người, đây là chợ bông đây. Chợ bông ở Cam Nghĩa, chợ Cam gần nhà mình. Wow, cây tắc. Ok, lát bà cho, Nè. Cho nè. Không mua gì không có để nhà đâu, để dưới bìa chứ, để nhà đâu mà. Bìa. Bìa để. Hello. Đi con. Quá trời, còn quá trời cây tắc. Mấy cây mai này sắp sẽ nở rồi nè, nó hí hí nè. Hí hí nó nụ rồi. Nè. Quá trời bông, biết nó bán hết trong trời, nhiều quá. Anh chụp lại con đây là đào này mọi người ơi. Thường là ở trong mình không có đào, chắc người ta phải chuyển từ ngoài Bắc vô rồi. Ôi thấy thương không, mấy cái này nó chưa có nở nhiều, đợi 2-3 ngày nữa là nó nở là y bài đúng tết. Còn bên kia là mai. Đẹp quá, nhỏ dễ thương quá. Bự quá trời luôn, hoa này nhiều cánh luôn á, 6 cánh. Hoa mai kia cũng nở cánh bự quá trời bự luôn mọi người ơi, đẹp quá. Ok thôi bây giờ mình đi vô trong bao ngồi, mình mua mấy cái đồ áo dài tết cho mấy đứa nhỏ. Đây là đường từ nhà xuống chợ. Nhà
hai bên bán đồ ăn, đồ uống gì điện thoại, có nhậu, nhiều tùm lum. Cao cao lên, giữ cao cao lên, nhìn thấy ở trên nha. Hiếu, mà xe vô đây, Hiếu ơi. Ồ, đi vô trong chợ quay luôn hả chị? Quá trời bông luôn, thấy không? Mọi người thấy chợ đông đúc vui không? Đây là cái đường đi thôi. Ở trong chợ nó bán quá trời đồ ăn luôn. Thấy chợ Việt Nam vui không? Quà chuối. Nghĩ sao mình vô chợ xong mình chạy sao được, ta đi còn không được còn mình sao chạy. Thôi thôi, Hiếu đụng đụng vô đó, để xuống đây được hết hả? À, thấy vậy thôi, được thôi, mệt lắm, vô quá đi thì biết chợ chứ. Nói chị mày qua chợ Ba Ngọt dạ, nó cho anh dạ. Mọi nơi là mọi thứ, mọi người đều bán, mua, phục vụ cho Tết. Khổ ghê, con mắt không thấy đường. Thằng em nó chào ai mình cũng gật đầu mình chào, chứ đâu biết ai là ai đâu mà. Vui ha. Rồi bây giờ mình quay cái đường đi về. Ghé mua buồn dừa không Hiếu? Buồn gì? Dừa kia kìa, có bán dừa à. Bây giờ cầm tiền nó vậy? Có. Nó cầm tiền hả? Có. Có để cho mày trả tiền cho Hiếu. Ai mua bông dừa. À, chỗ này bán dừa. Ngay dưới ngã ba Mỹ Ca có bán dừa. Dừa nào? Dừa sim ngon hơn đúng không? Sim nước ngọt hơn. Ờ, à, lấy dừa sim đi. Lấy một buồng dừa sim đi. Dừa sim là ngon trái. Một buồng là bao nhiêu? Dừa tính trái mà. Ờ. À. Lấy 10 trái đi. Lấy tao lấy 10 trái, 10 trái cũng được. Vui thôi, chỗ bán dừa mà cũng tấp nập luôn á, con đường. Mấy ngày Tết thì trước Tết thì mới vui thôi. Giờ trước Tết là để có không khí Tết giống như vậy nè. Đi tiếp. Đây bây giờ mình tới cái chỗ bán hoa. Chiều thì nó nhộn nhịp hơn buổi sáng. Buổi sáng người ta còn mắc chợ đi đồ. Đông hơn một chút, tối mới đông. Tối còn đông nữa, đốt đèn đốt đồ lên đẹp lắm. Nhưng mà đèn mà buổi tối mình quay nó không có rõ được. Cho nên thôi bây giờ mình đi quay buổi chiều lại một lần nữa. Đẹp hơn. Chặt rốt à? Chặt gì? Chặt thì có hả? Không bán nữa hả? Chứ sao? Rốt để hôm thôi chứ không làm hết hồn chứ. Chơi xong bỏ. Quá mai á. Đó rồi đi chạy qua đi mấy xe đi. Đúng luôn. Cúc mai. Đào. Ôi trời sao lúc gì ạ? Nhà mai mình em nở rồi nè. Cũng sắp được rồi, tại mai có chín rồi mà nở cũng được. Tắt mệt quá trời tắt không. Cao 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 không mà sao nó không có làm. Chùm chùm lại mà nó ái đây quá vậy ta. Tư tư đâu vậy ta. Tắt mà sao còn nhiều quá nè. Tối này nữa hết rồi mẹ. Tối này mà hết rồi. Quay ra ha. Giữa đi phải đông. Năm trước cũng đông vậy chứ còn nói chung
30 thì mình xuống là nó hết. Ngày cuối là hết rồi. Hy vọng là nó hết. Hy vọng là mọi người bán hết rồi về sớm. Mình muốn vô đây không? Thôi cũng được rồi, đi vô đi. Bếp ai cũng phải sắm, dù ít dù nhiều cũng phải sắm sữa trong nhà. Cây mai này bự nè, mình chưa ai mua nè. Bán rất nhiều. Mấy triệu ha? Tại cái cây này mình cứ để đây thôi. Ví dụ không ai mua nó về nó đem về buồn lại. Mấy cây mai tại vì đào thì mới chở về Bắc là mới xa thôi. Hả? Thôi quá.